Xin chào anh em, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì hôm nay gần sắp Tết đến năm 2023, thì bên kênh của em có sưu tầm được vài tờ tiền lì xì để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, để cả nhà mình có thể sưu tầm để tặng Tết. Và một cái sản phẩm đặc biệt nhất đó là tờ 2 đô mạ vàng 5 con mèo. Là tờ 2 đô này rất là đáng để mình biếu tặng nha cả nhà ha. Thứ nhất là nó được làm từ tờ 2 đô thật nha. 2 đô thật được phát hành năm 2017 và được mạ vàng hình con mèo hai bên lên để mình biếu tặng năm 2023 nha. Thứ nhất là tờ 2 đô kèm theo bên đây là giấy chứng nhận và kèm theo một ở ngoài là một cái phong bì, một cái bao da màu đỏ rất là sang trọng, thì kèm theo một cái phong bì Lucky Morning nữa, thì một bộ nó bao gồm như thế này. Thì bên kênh của em thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 120.000 nha. Rất là đáng để sưu tầm ha. 120.000 này em không bao ship nha. Thì nếu mà cả nhà mua nhiều thì bên em sẽ bao ship cho cả nhà mình ha. Rất là đẹp nha. Tờ 2 đô kèm theo là tờ 2 đô mạ vàng kèm theo giấy chứng nhận và bao da đỏ nữa ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Thì 120.000 một set như vậy. Và bên cạnh đó thì cũng có sưu tầm được rất là nhiều tờ 2 đô được phát hành năm 1976 đã qua sử dụng nha. Thì những tờ này đã qua sử dụng để giới thiệu cùng cả nhà mình đây. Chất lượng nó thì tầm có khoảng là khoảng 70-80%. 2 đô năm 1976 được xem là tờ 2 đô may mắn nhất thế giới nha. Và cũng rất là nhiều người thích sưu tầm những tờ này để biếu tặng trong dịp Tết ha. Vì tờ này nó có mang ý nghĩa là may mắn nhất thế giới nha. Cả thế giới đều công nhận tờ 2 đô năm 1976 này là tờ tiền may mắn nhất thế giới nha. Thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Và tờ đã qua sử dụng nha, như vậy thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 160.000 một tờ. Em sẽ bao ship toàn quốc cho cả nhà mình ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều ha. Hẹn gặp lại vào clip sau nha, với những sản phẩm độc và lạ hơn ha.